Quản trị rồi mà.
Sáng mai về kịp không? Trong tranh thủ làm chị. Rồi. Nè, thương bên 90.000 nè. Nó báo màu danh vô cái phay mới của em nè. Đây mấy chị yêu ơi, đây là cái bộ nãy em đang nói nửa chừng nó bị tù cảm giác mà mấy chị. Bộ này rất là xinh nha. Bộ này dưới 80 kg ok. 90.000. Bị hát nữa rồi nó nó me đến tao biết nè. Cái thằng hacker cũ nó không ăn được 25 triệu của tao. Nó hát tích tao mà đòi 25 triệu. Dạ đúng rồi chị. Đây là mấy chị yêu ơi, ngày mai nó lấy lại cho sao đó. Đây mấy chị, bộ này dưới 80 kg. Bộ này 280. Bây giờ xe mấy chị còn 220.000. Bộ này dễ thương lắm nha mấy chị. Bộ này rất là dễ thương. Khi mặc lên nguyên bộ rất là đẹp. Nói chung là em, mấy chị biết bên bay em like rồi, em không có chết đâu. Không chết mấy chị. Facebook bữa nay sao không nói dạ. Nó mới rip em á chứ. Đây là mấy chị, bộ này dưới 80-82 kg cũng vừa nha. Chị nào chốt caro 220 chốt lên giùm em caro 220 với. Caro 220.000 nha. Tụi nó xuống này canh em không á mấy chị à. Em còn là một cái nick yên ý nữa. Làm tụt mon. Kệ chị Hương à. Một lần mà mất nick coi vô rầu lắm. Đằng này chị nào 80-85 kg đi tìm bằng em rồi mấy chị hút giùm em nha. Đằng này bán cho mấy chị với giá 300. Bị hắt nick rồi. Dạ đúng rồi, giờ tao bị hắt rồi. Nó me chị hoài, có nghĩa là chị bị mất cái nick đó đúng không? Xong nó đòi chị là 25-30 triệu cái nick, chị ghét chị bỏ luôn. Chị nghĩ bây giờ là chị đưa cho nó cũng được, nhưng mà tới sau này nó mất tiền, nó biết tiếp tao chết nè. Mấy chị thấy không, em lên bên bay vẫn 90 mấy người coi, em cũng không có chết. Nói chung là có mấy chị là em không có chết, vợ chồng em vẫn có cơm mà. Đây là mấy chị, áo này bây giờ bán 250, áo này hàng Quảng Châu 250, bán mấy chị 140 nè. Dưới 85 kg cũng vừa nha. 84.000. Ô lộn, dưới 84 kg. Có đồ cánh tiên 100 kg để chị, đồ cánh tiên 100 kg chưa ra chị ơi. Một, nói gì quên mất mẹ. Chị bảo, 250 sale còn 140, dưới 80-85 kg cũng vừa nha mấy chị nha. Dưới 80-85 kg cũng vừa. Nó me đến tôi ngoài kìa. Đây là mấy chị, đây là áo Thái. Đây là áo Thái nha. Nếu mà qua nick này, đây là áo Thái nè. Chị nào chốt áo Thái này dưới 75-73 kg, 74 kg chốt giùm cho em nha. Áo Thái xanh này 250-300 gì đó. Bây giờ sale cho mấy chị còn 170.000 áo xanh. 170.000 áo xanh, chị nào chốt áo xanh thì chốt lên cho em áo xanh nha mấy chị nha. Chốt lên giùm em áo xanh nha. Đây mấy chị ơi, đầm maxi này 150 đâu rồi. Ông ngoại nó cổng tú ở ngày nào chị cũng like bên trang cá nhân chị hết á. Mà tại do nó mới rip nick chị nữa rồi, cho nên phải bay vô này like lại nè cổng tú. Mấy chị bấm theo dõi giùm em, mấy chị thả bài thả tim lên giùm em, chấm chấm mút mút giùm em cái. Mấy chị ơi bấm nút chia sẻ giùm cho em với mấy chị. Đây là mấy chị yêu ơi, cái maxi này là khoảng cỡ từ 75-85 kg. Chị nào chốt maxi này 150.000 bà nội cha đang bán bên đó thiệt ngon. Nó làm tôi cục hứng luôn rồi. Áo đen của chị Nguyễn Dung 140. Bữa giờ mới thấy chị Nguyễn Dung lại nè. Áo đen. Rồi lên cái đầm thun lạnh. Hên tôi vô cái bay bay đó mới gặp chế đẹp. Hên là tôi vô cái gì bay bay. Tôi mệt mà lắm cho mà thiệt với cái dụng. Hên là tôi vô cái gì bay bay đó tôi mới gặp chế đẹp. Bà hứa với tôi đi từ thiện là bà đi giùm tôi phát nha má. Em có một cái đầm bêu, cứ thấy chị lên view là đáp chị like bên đây cho rồi. Like bên đây cũng được, nhưng mà để khi nào mà Facebook là cấm hẳn bên kia mình like luôn. Chứ thật sự là bên like này mình, bên bay là mình ít chạy quảng cáo là cái khách lạ nó khó thấy lắm lê. Minh Tâm, em có một cái đầm maxi bell bán cho mấy chị với giá 150.000. Đầm này chị nào khoảng cỡ 75-85 kg hút, cái này là thun lạnh nha mấy chị. Bán luôn cho mấy chị 150.000. Cảm ơn chị Nguyễn Dung chia sẻ bài viết nè. 150.000 đầm này dưới 85 kg. 150.000. Lẹ đây mấy chị, chúc tặng quà nè. Em có một cái đầm cam đất, ở ngoài đó là đa cam đất. Mấy chị coi giùm em cái form đầm đẹp không? Cái form đầm rất là đẹp luôn. Ở ngoài đó là cam đất nha, mấy chị coi giùm em cái form tay đẹp không? Đó, đầm này đầm cam đất. Đầm này 280.000. Đầm này là dưới 80-82 kg nè. Đầm này hơi bị đẹp mấy chị. Đó, chị đi công tác. Rồi đầm này 280 em sale cho mấy chị còn 200.000 đầm cam dưới 80-82 kg. Bỏ bị bóng gương. Đầm cam đất dưới 80-82 kg nha.
Không sao, sao đó không báo cho tôi bài like lại ta? Em like bên phân bay mà, Linh à, chị like lại bên phân bay mà. Mấy chị chờ chút đi đấy, cái sẽ còn tâm sự ra. Mấy lòng vô like tiếp đi con. Không ơi, vô like con. Vô like con có mẹ con cảm ơn. Vô còn like. Vô like, chị công nghiệp ơi, vui cho tôi đi nè. Nguyễn người chia sẻ nè, dễ thương.
Ủa bác lấy ra bánh đeo 170 đi anh ơi. Ngủ của Duyên Lê 50 ngàn.
em lấy đồ ngủ của Santa cho Nguyễn 50.000. Thằng Bi khách lấy rồi. Bộ ngủ của Mao Trương 50.000. Ba người. Ngọc trai, tới ngay giờ đó Ngọc trai, còn
còn cái xí cái chữ chỗ xí 230 luôn mẹ bán hết rồi. Chỗ xí 3.000 đồng á. Còn bên kia là để em đây chưa có like đâu. Alo, lấy cái chứng minh đang giao em chụp cho khi em cái hả? Gì trời? Vậy là trong bóp em. Chờ em một giây với chị. Chốt lên giùm em nha.
lấy ngọc trai rắc tay buông đùi. Rồi mấy chị yêu ơi, chị nào chốt thì chốt lên giùm em cái đây. Đó. Còn ba sếp ác dễ sợ. Rồi mấy chị không chốt sếp này đúng không? Rồi bây giờ sale bộ nhà nè, bộ nhà trong xóm giờ sale không? Có 90 kg, chị em nói là em còn một set dưới 80 kg và một xa hai set dưới 90 kg á. Set 90 kg của Nga Nguyễn con, set 2XL của Nga Nguyễn, 180.000 của Nga Nguyễn. Ủa chứ sao em chưa chốt cầm đá cho em, mới kêu là em cho chị cho coi đâu. Nguyễn nè, 80 kg con là xe đít lờ vừa mới cầm lên đó. Anh Nguyễn xe 80 kg, hết xe của chị Cẩm Lệ nha, còn một xe 90 kg thôi. Còn một xe 90 kg thôi nha mấy chị nha. Rồi con đổ hết tao đi ra đây cho Út. Cho em.
Con đã chuyển hồi nãy giờ hai món rồi nha. Còn cái chị gì kia kêu hơn người nghĩa 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 gì đó kêu cho sao? Sao mấy chị sao mau la ra thiệt? Đây là xé cũng được con đây. Bữa nay nè mấy chị ơi, xé ngọc trai hết rồi Thảo Nguyên ơi. Bắt thật rồi để có thử mua trọng liệt. Chắc thật không? Cái xé quần mình nọ đó không? Đây là mấy chị. Bữa nay nè, 16 giờ xe mấy chị còn 14. Em có tầm lâm size dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Comment lên dùm em bộ bi gái. Comment lên dùm em bộ bi. Bộ bi này mặc hơi bị sướng. Bộ bi này em có tầm lâm size luôn, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg nha. Để nào chốt bộ bi này chốt lên dùm em bộ bi. Bộ bi em còn rất là nhiều nha. Bộ bi là còn tầm lâm size luôn. 200kg nè. Tại 70kg nè. Chị Bùi Trọng Nghĩa có chốt hay không? Thì chắc có cho địa chỉ số điện thoại hay không thì... Ờ, bác kia, bác kia. Em mở ra cái. Bi chị Bùi Trọng Nghĩa nè, của Võ Tiết Hành nè. 75kg, bộ bi của Võ Tiết Hành. Mấy chị mua bộ này mà không có hối hận luôn. Đu. Rồi, xong hết tay L hả? Ờ, còn bộ XL cho chị ơi nè. Còn bộ XL cho chị Võ Tiết Hành nè. Võ Tiết Hành 101. Hết size dưới 80kg nha. Còn size dưới 70, dưới 90 và dưới 100. Bùi Trọng Nghĩa Bình Tân nè. Bùi Trọng Nghĩa Bình Tân hết bi dưới 70kg nha. Bùi Trọng Nghĩa Bình Tân, anh chụp hình lại chưa anh? Rồi Bùi Trọng, ok thấy rồi. Bùi Trọng Nghĩa inbox. Chút nữa Bùi Trọng Nghĩa inbox với chị em ơi. Yên ơi, em Bùi Trọng Nghĩa là địa chỉ số điện thoại, chiều cao cân nặng nè. Để bữa sau tôi canh size cho. Bi 70kg của Phương Thảo Phú Yên nè. Phương Thảo Phú Yên bi nè. Phương Thảo Phú Yên bi 101. Nguyễn Dung 764 101. Bi dưới 80kg hết rồi chị. Bi dưới 100kg của Mai Quỳnh 101. Ê rồi. Mai Quỳnh 101. Mai Quỳnh 101. Nghe Nguyễn 101. Nghe Nguyễn không có dấu. Chứ em đưa lên cho mấy chị coi là mấy chị coi cái gì vậy mấy chị? Bộ bi là áo thun cổ tròn có tay nha mấy chị nha. Hàng bên em đều co giãn hết. Đây. Bộ bi nè mấy chị. Bi dưới 80kg còn có không? Hết co, hết so, hết bi dưới 80kg đây mấy chị. Mấy chị đừng có sợ chật nha, tại vì ở sau nó là lưng thun, nó giãn rất là nhiều luôn. Đây. Bộ bi 106 sale còn có 101. Mấy chị ơi, chốt giùm cho em bộ bi bây giờ em còn dưới 70kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Ba đứa ăn cái gì vậy? Để ăn cái gì vậy? Rồi, chị nào chốt bộ bi nữa thì chốt giùm cho em nè. Chị nào chốt bộ bi chốt lên giùm em nha. Con đi ra ngồi xuống trước đất đây. Rồi, qua bộ bi nha. Để em coi thử bộ sọc em còn. Bộ sọc cũng giống như vậy nhưng mà bộ sọc thì em còn 3 bộ dưới 70kg. 4 bộ dưới 70kg, đây là bộ sọc nè. Bộ sọc dưới 70kg, chị nào là dưới 70kg thì chốt bộ sọc giùm em ha. Cũng giống y chang vậy mấy chị. Nhưng mà nó là sọc, sọc nhỏ đây mấy chị yêu ơi. Dưới 70kg nha, sale cho mấy chị cũng còn 101 luôn. Chị nào chốt thì chốt lên giùm em nha. Lấy size rộng mấy chị là size dưới 90kg đó chị Nguyễn Dung. Rồi qua mẫu. Không chốt bi nữa. Mấy chị đừng comment lên nhà em là hỏi sọc có 80kg hay 90kg nha. Em đã nói là sọc em còn mấy bộ size dưới 70kg là nó sẽ còn nhiều đó thôi. Ha. Xếp anh chị là 20.000 đến Bùi Trọng Nghĩa, xếp toàn quốc 20.000 luôn. Thành phố cũng 20.000, mà tỉnh cũng 20.000 em yêu. Xếp anh chị không có mắc đâu. Xếp anh chị cực kỳ rẻ. Chị giao trong ngày có nó
người trọng nghĩa. Rồi bây giờ lên xin nha. Anh chị muốn chơi mini game không? Rồi lên xin nè mấy chị, bấm nút theo dõi bên bay giùm cho em nha mấy chị nha. Đó, xin quá rồi, cảm ơn chị. Hôm nay thì em sẽ sell ring cho mấy chị luôn. Sell ring luôn nha mấy chị. Có nghĩa là bây giờ chụp lên cái gì là em sẽ sell réo, sell tội cái đó hết. Đây là một cái quần size 33. Đây mấy chị. Sếp anh Bảy theo đồ luôn nha. Được, nếu mình nuôi nổi. Rẻ và mong, cảm ơn. Đây là mấy chị yêu ơi. Em là chỉ trung thành với sếp bưu điện thôi mấy chị. Dạ, dạ sếp lẽ nhiêu vậy chị, em nghe không kìa. Lẽ gì anh? Bùi chồng nghĩ nó làm em rối đời luôn á. Lẽ giờ bùi chồng nghĩ nó lấy gì anh? Sếp gì, bao nhiêu tiền, cái gì tậu tôi giữ gì không? 180 sếp 20 ngàn. Nguyễn Bông. Cái này là chị rối đo theo em luôn á nghĩa. Thôi kêu rồi em bất lòng quá. Gì anh? Cái gì? Đâu? Cái gì bất lòng gì? Chơi mini game bất lòng quá. Ủa chơi mini game bất lòng mày không chơi lấy đâu tặng khách? Mày sao cách nói được mà nó giỡn được. Nguyễn Văn xe ba tơ là 207 sale còn 230 nha Nguyễn Văn. Nguyễn Văn lên nhờ giùm em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Lên giùm em địa chỉ kèm số điện thoại của Nguyễn Văn nè. Để coi thử coi cái nick Nguyễn Văn thử nha. Tại biết sao cái này là phân bay đó Văn ơi. Con cho lên giùm em chị địa chỉ kèm số điện thoại đấy Văn ơi. Sao cái phân bay nó chạy gì kỳ vậy ta? 2741. Nó chạy kỳ vậy ta? Văn Văn Nguyễn. Chị nào chốt quần xanh này size 34 thì
hai ba bốn vụ này. Quần 38 mấy chị yêu ơi.
Mới coi lại được rồi là sao chưa hiểu. Chốt dùm lên dùm em là đầm yếm size 35 dùm cho em nha mấy chị nha.
đầm yếm size 35. Chị nào chốt đầm yếm size 35 chốt lên giùm em là đầm yếm size 35 nha chị nha. Thank you.
là hệ nào ấy chị? Quần này á chị, quần này size 34 nhưng mà chị nào 80 tới 90 kg hãy lấy nha. Quần này size 34 nhưng mà chị nào 80 tới 90 kg hãy lấy, có chồng mình Linh đang lên. Quần này bán cho mấy chị 200, mấy chị comment giùm em là quần môi, quần này 80 tới 90 kg nha. Comment lên giùm em quần môi. Quần môi cái đó em còn size 34, còn chị nào 90 kg, 92 kg thì lấy 35. Quần này chốt cho chị Đài Trang nè. Anh ơi. Chốt cho chị Đài Trang. Ăn cho có sữa con bú. Em còn một cái quần ống rộng size 90 kg, bán cho mấy chị 150. Chị nào vừa xuống ký đây thì hút, không vừa xuống ký đừng hút. 150 quần ống rộng. Quần này co giãn dữ lắm mấy chị à. Quần bên em co giãn cực kỳ co giãn ha. Nhưng các chị quần ống rộng là sale còn 150 nha. Quần này size 32 là tương đương 65-67 kg. Quần này size 32 tương đương 65-67 kg. Trời ơi, cái gì vô mặt luôn. Quần này sale cho mấy chị còn 230.000. Chúc mừng gái nha. Hiểu luôn. Rồi lên tới quần size lớn nè. Quần đen rất đẹp lắm mấy chị. Quần đen rất size 41-95 kg. Đây. Quần đen rất size 41-95 kg. Chị nào chốt sale luôn 230 quần đen rất. 230.000 quần đen rất nha mấy chị nha. 230.000 quần đen rất. Chị nào chốt quần đen rất chốt lên giùm em quần đen rất rồi. Nó bỏ vô bì để làm size lớn bên kia. Con em nó muốn đòi hồi lại gì. Đang lên quần này em. Rồi vẫn còn quần ngọc trai nha. 41 quần đó của Bích Eo 230.000 con. Cho biết Bích Thủy. Cho biết Bích Eo mà cho biết cô Bích Thủy. Thảo Nguyên nó biết Bích Thủy luôn. Thảo Nguyên ơi, quần nó khách lấy rồi. Thảo Nguyên chờ chị chút nha. Thảo Nguyên chờ chút. Thảo Nguyên ơi, chị lên quần khác cho Thảo Nguyên. Lên liền và ngay và luôn. Em còn đầm yếm size 33 nè. Chị nào hồi nãy hỏi đầm yếm size 33 đâu rồi? Văn Hồng Hạnh hả? Phải Văn Hồng Hạnh hỏi không? Chị nào hỏi quần yếm 33 có đi. Chị nào hỏi đầm yếm 33 có đầm yếm 33 nha. 220.000 đầm yếm 33. Cái đít mày không lùn thun đâu Thủy à. Cái đít mày không lùn thun đâu. Chị nào nãy chưa chốt. Lấy quần ống rộng size nhiêu ký chị Chi Trần ơi. 67 ký là cái này là 67 ký à. Nè 67 ký bước lạc có thể mặc 32 hoặc 33 cũng được. Ký ngay 220 nè. Ký ngay 220.000. Em có một cái quần. Tại chán của Bích Thủy có hát quần sinh nhật Thảo Nguyên à. À để xem lại có người dùng không. Ê mấy chị ơi. Quần này size 41. Quần này size 41 tương đương 95 kg, 97 kg nè mấy chị đây. Coi giùm em nha quần xám. Quần xám này sale luôn cho mấy chị 230.000. Bụng lạc lấy cái gì. Mấy chị đừng có kêu là lấy cho em hay lấy cái gì. Mấy chị phải comment rõ ràng ra. Mấy chị cứ nói chung chung vậy là em không có chốt quần nha mấy chị đâu. Mấy chị chốt thì chốt mong chốt lẹ lên. Em có một cái quần ISL gì đây nè. 230.000 size 41 luôn tương đương 95-98 kg ISL. Chị nào chốt ISL chốt lên giùm em ISL size 41 nha. Size 41 là 95-98 kg 230.000. Còn phần đi đây 330 cũng đi ở ngoài size cũng được. Size 41 như vậy. Em khách lấy rồi. 90 kg thì ok Thi Trần nè. Thi Trần lên giùm chị em địa chỉ kèm số điện thoại nha Thi Trần. Thi Trần 150.000 quần ống rộng. Thi Trần 150.000 quần ống rộng nè. Thế chờ 150.000 quần ống rộng nha. Thế chờ ơi lên giùm địa chỉ kèm số điện thoại nha Thế chờ ơi. Size 33 đó. Không có size 33, có size 34, 35 và 35 khách lấy là còn 33.
Ước là ơi, chưa chốt được quần đó đâu nha. Đen rách 65-67 kg em lấy. Đen rách đó không? Đen rách này đây chị Hà Hoàng size 32 nha. 230.000 của chị Hà Hoàng nè. Em có cái quần 9 tấc nè, size 38. Tương đương chị nào cũng 90 thôi, nói chung là 85-90 kg. 85-90 kg quần này nha, quần này xe đó chị còn 230.000. Mấy chị comment giùm em tôm mì nè. Mấy chị comment giùm em tôm mì nha. Có quần rất dài size 32, có mấy người mới vừa chốt xong cho khách đó. Thảo Nguyên không ở nhà phụ mẹ la mà qua đây phụ em, bên đây trả lương cao hơn hả? Bên đây là coi như là trả lương muốn đổ lỗ, muốn sạc nghiệp luôn. Quần này size 38 rất là đẹp nè. Quần này size 38 đi, hoặc quần size 38 chính tấc. Quần này co giãn cực kỳ tốt nha mấy chị. Quần này co giãn rất là nhiều. Hay không? Rất là không lên nó ngầu rồi. Dạ em bóc giùm cho em đi nha chị. Em có bóc giùm Nguyễn à. Tôm mì của Loan Anh Nguyễn con. Tôm mì con chưa bỏ bì nè, qua ngay cho Tôm Anh Nguyễn đi. Loan Anh Nguyễn đi lụa. Yeah.
môi 60kg không vừa nha. Vùng môi không vừa hồi nãy đã nói là từ 80 tới 90kg. Là từ 80 tới 90kg nó không nằm lọt ở 60kg. 60kg với 80kg là 20 thùng thịt mấy má. Em có làm yếm size 32 nè. Chị nào chốt yếm size 32 thì chốt giùm em. Mấy chút mai qua chị em lấy đồ nha. Em có size 33 nữa nè. Hồi đó nó làm yếm đẹp quá, lấy quá trời luôn. Làm yếm size 33. Có một cái gì ngọc trai mà màu đen size 37 đây nè. À thấy rồi em yêu. Em có một cái quần này nè, size 37 nè mấy chị. Quần này size 37. Chốt quần này cho chị Đài Trang anh ơi. Chốt quần này cho chị Đài Trang. Quần ngọc trai chốt cho chị Đài Trang. Rồi tiếp tục mấy chị. Để gửi thấy rồi em. Quần này size 32 nè. Chị nào chưa chốt quần này size 32 chốt giùm em. Quần này size 32 hơi bị đẹp nha mấy chị nha. Đây đính ngọc trai và cắt lai nè, quần này xe cho mấy chị còn 230 luôn. Mấy chị comment giùm em là 230 quần size 32 nha. Mấy chị comment giùm em linh xanh size 32 cũng được. Linh xanh size 32 nha. Cho em cầm miếng size 34 của Văn Hồng Hạnh. Văn Hồng Hạnh cầm miếng. Kiểm tra cho khoảng size 34 cho Văn Hồng Hạnh không con 220.000. Cầm miếng này đẹp lắm. Em còn một cái đầm từ 72 tới 82kg. Em còn một cái đầm 72 tới 82kg, 280kg nè. 65kg đỉ thư. 65-67 em còn một cái đầm này. Mấy chị ơi em còn một cái đầm này 72 tới 82kg nè. Mấy chị nhìn dùm em cái form đẹp lắm. Y chang trong hình luôn, còn đúng một cái. Chị nào chốt đầm này thì chốt lên dùm em nha. Còn đúng một cái 280.000. Ông Nguyên lấy cái móc móc bên kia. Còn con cái không biết bỏ ở đâu luôn. Rồi tiếp tục. Nếu chị muốn mặc ôm á, thôi chị mặc
size 33 đi chị Hương Huỳnh. Còn tùy cái phong quần thôi mà chị mặc 33 đi ha. Mặc 33 là ok rồi chị. À, chửi nhẹ nhàng ghê. Đầm tính lắm Thư à. Em có cái quần sọt phòng trai là size 90-92kg nè. Chị nào chốt size 90-92kg chốt giùm em nha. Quần này 100kg. Chị nào thích quần phông lớn thì cứ báo lên giùm em quần phông lớn nha. Em lên quần phông lớn, còn không em vẫn lên quần phông nhỏ nha mấy chị nha. Vẫn lên quần phông nhỏ. Dạ chơi chút chị Nguyễn Tứ ơi. 82kg hả không? Không mặc size 35-36 gì cũng được không? Tùy chiều cao em. Em có cái quần riêng size 34 quần này. Quần này nói chung là mấy chị ơi. Này bị lỗi nha. Anh ơi ghi giùm em chữ riêng lỗi nè. Riêng lỗi bỏ vô cái bao đồ lỗi cho mất hả? À lỗi kia kìa. Em size 34 là 75-78-79kg. Chứ nói chung là dưới 80kg mặc vừa. Nói chung ý mấy chị mặc rộng cũng được, mặc chật cũng được ha. Quần này size 3, quần này size cũng cỡ 75kg nè mấy chị, 75-77kg. Quần này sale cho mấy chị 150, mấy chị comment giùm em sọt 150.000 nha. Không thấy comment của bà Thư không? Bà Thư đang ở like, đang ở trang cá nhân cùng bạn đó. Bà đang ở bay mà. Nguyên Nguyên ơi, nếu mà chật thì móc cho chị, nếu mà đồ sale thì cho đổi trả không? Đồ sale không cho đổi trả thì đồ chính quy cho đổi trả nha. Nguyên Nguyên ơi, chụp cái bộ đồ lên inbox lên chiều cao con nào mà đọc luôn cái size đi. Đúng rồi, ở đây ai cũng nhỏ xíu mà không có ai bự đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái quần này bao nhiêu người hỏi mình đều kêu hết rồi.
lại xe cho mấy chị 200 ngàn. Quần này khoảng cỡ 80 ký, dưới 80 ký quần này. Quần này này là tới ngay đầu gối. Quần này xe cho mấy chị 200 ngàn. Mấy chị comment giùm em là quần đầu gối hoặc là quần rất tè le nha. Sáng của đủ nè, sáng của đủ trong tám. Quần mới từ đủ nó hứa là bữa nay vô coi tôi đừng mua, mày nó quốc ít lắm mấy chị. Cái quần này size 31 là chị nào 65-67 thì có quần này. Quần này sale cho mấy chị còn 170 ngàn sọc lên nha. 170 ngàn sọc lên. Xong với chồng mày lại em nghĩ á. Quần đầu gối của Trinh Phạm nè. Quần đầu gối 200 ngàn của Trinh Phạm. Trinh Phạm có bill rồi nha. Nếu không có coi vậy em không lấy. Bước lạc với inbox chút cho chị Yên nha. Em còn cái quần 80 ký nè mấy chị.
ba lăm. Chị nào chốt luôn comment giùm em là quần in, mấy chị comment giùm em quần mấy màu đi. Size này size 80kg nè. Trần Giang để em cái quần váy size 35, ok Trần Giang. Trần Giang nè. 200. À không mua nữa nha, để tiền ăn Tết con này tao nghe quen lắm. Để tiền ăn Tết tiếp đi. Quần này size 35, 80kg nè mấy chị. Chị bước nạc đồ với chị size lại ngày mai.